định vị giá trị sống. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy: ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Như thế, Chúa muốn nhắn nhủ với chúng con rằng giá trị quan trọng nhất của cuộc đời không tùy thuộc vào địa vị, cũng không cậy dựa vào việc làm được nhiều hay ít, đạt hiệu quả hay không hiệu quả. Bởi lẽ, điều quan trọng không phải là làm được gì, nhưng là làm với thái độ nào và ý hướng ra sao. Lạy Chúa, xin ghi khắc nơi chúng con ước vọng lớn lên trong Chúa, qua lối nhỏ đơn sơ, khiêm hạ. Ngõ hầu, chúng con biết định vị và sống giá trị đích thực của cuộc đời theo lối đường yêu thương phục vụ của Chúa. Amen.